nhiều trang trại người ta khi tập ăn dặm thì họ chỉ cho ăn chuối không, nhưng trang trại tôi lại khác. Khi tập ăn dặm tôi sẽ cho ăn cả chuối và cá sống. Đây là những con chồn mà nhà tôi mới tách mẹ được 20 ngày tuổi. Thì tôi đã tập ăn dặm cho nó và nó hiện tại đã ăn uống như bình thường rồi. Nay tôi xin được tiết lộ là giá giống tại trại sinh sản của tôi hiện tại với một đôi chồn hương đang có giá là 'Nông thôn làm giàu, xin chào bà con. Chồn hương, hay còn được gọi là cây vòi hương, đây là loài động vật hoang dã dễ nuôi, ít bệnh tật và chi phí đầu tư về thức ăn hay chuồng trại đều rất rẻ. Tuy chồn hương được chăn nuôi từ rất lâu, nhưng đối với một số bà con thì có thể là mới biết đến. Vì vậy, để chăn nuôi làm giàu từ loài động vật này thì bà con phải tìm hiểu thật kỹ và đến trực tiếp các trang trại lớn để tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Ngày hôm nay, kênh Nông thôn làm giàu xin mời quý bà con đến tham quan một trong những trang trại chăn nuôi lớn nhất tỉnh Phú Thọ, có địa chỉ tại xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ của anh Nguyễn Trọng Phúc, người đã chăn nuôi chồn nhiều năm và đã trải qua nhiều biến động của nghề này, nên anh rất hiểu là cần phải làm những gì để đạt được lợi nhuận cao nhất trong chăn nuôi chồn hương. Tại cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, bà con sẽ được anh chia sẻ về mô hình chăn nuôi cây hương tiềm năng và hoàn toàn có thể làm giàu từ nông thôn. Mời quý bà con cùng theo dõi. Xin chào bà con, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phúc. Tôi là một chủ chuỗi chăn nuôi và bảo tồn các loài động vật hoang dã có địa chỉ tại Hà Nội, Phú Thọ và Cần Thơ. Thì ngay đây là chính là cái cơ sở tại Phú Thọ của tôi, có địa chỉ cụ thể tại Cầu Hai, Chân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ. Ngay sau lưng tôi đây là chính là một cái khu vực chăn nuôi những loài động vật hoang dã. Thì hiện tại thì các cơ sở của tôi đang chăn nuôi các loài động vật như con chồn hương, con chồn mốc, con rúi má đào Thái Lan, con rúi mốc đại Trung Quốc, con giòn và con treo treo. Với diện tích là hơn 1.000 m² thì trang trại của tôi sẽ chia ra những khu vực nuôi những loài vật khác nhau. Thì đây, như bà con thấy đây, đây là khu vực nuôi rúi má đào Thái Lan và rúi mốc đại Trung Quốc nhà tôi. Thì với tổng diện tích là khoảng hơn 300 chuồng nuôi nhốt rúi. Còn đây là khu vực nuôi chồn mốc và chồn hương sinh sản của tôi. Đấy, với kích cỡ là hơn 400 chuồng nuôi nhốt chồn. Còn sau lưng tôi đây chính là khu vực nuôi giòn và treo treo của gà tôi. Đó, bà con có thể thấy đây. Với kinh nghiệm nhiều năm chăn nuôi con chồn hương trong nghề và cũng được nhiều bà con tín nhiệm cũng như là tin tưởng, gửi niềm tin vào tôi, thì tôi đã nắm bắt được những cái gọi là tâm lý của người chăn nuôi mới cũng như là nhiều bà con đang chăn nuôi. Đó chính là cách mà ghép đôi sinh sản cho chồn hương cũng như là cách chăm sóc chồn hương baby mới tách mẹ như thế nào để cho cái sự hao hụt rủi ro trong chăn nuôi là không có. Và thứ hai nữa là cái cách ghép đôi phôi giống nó chuẩn để giúp bà con có được sản lượng sinh sản tốt, giúp cải thiện kinh tế gia đình mình. Thì hôm nay tôi đứng ở đây để chia sẻ cho bà con một số những kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết lại được trong nhiều năm chăn nuôi về con chồn hương này. Để quý bà con hiểu biết hơn về con chồn hương và cách chăn nuôi chăm sóc loài động vật hoang dã này, anh Phúc đã chia sẻ với kênh nhiều kinh nghiệm quý báu. Trong đó, để mà thành công nuôi chồn hương sinh sản thì bà con cần phải chú trọng trước và sau ghép đôi phối giống. Theo anh, trước khi ghép đôi, bà con cần phải nắm bắt được độ tuổi nào là chu kỳ chồn hương lên giống, độ tuổi nào có thể ghép đôi giao phối được, biểu hiện chồn lên giống như thế nào và cách ghép đôi giao phối như nào hiệu quả. Thì ngay sau đây, anh Phúc sẽ chia sẻ chi tiết với quý bà con. Để có được sự thành công trong việc chăn nuôi chồn hương sinh sản thì bà con phải nắm bắt được những cái yếu tố quyết định để đến thành công. Đó chính là cách ghép đôi phối giống, làm sao mà để con đực phối chuẩn, con cái đẻ sai, cũng như là con đực có sức khỏe để phối những con cái tiếp theo. Việc đầu tiên trong quá trình ghép đôi sinh sản thì bà con phải nắm bắt được là cái độ tuổi sinh sản cũng như là cái chu kỳ lên giống của chồn hương như nào. Thì nhiều bà con đã tìm hiểu qua các mạng xã hội, bà con có thể biết được là nhiều trang trại họ nói là 9 đến 10 tháng tuổi thì là con chồn hương sẽ lên giống. Nhưng tôi thấy như thế là chưa hết ý, hết nhẽ. Thì
với trang trại của tôi thì là chồn hương lên giống, tháng tuổi của nó sẽ khoảng 11 tháng tuổi là độ tuổi lên giống đẹp nhất của nó. Và thứ hai nữa là cái quá trình lên giống của nó sẽ diễn ra trong 3 ngày. Ngày thứ nhất thì quá trình lên giống nó chưa được căng lắm, nhưng ngày thứ hai, thứ ba thì con cái sẽ có những biểu hiện muốn được lên giống rất là cao. Nên là bà con phải nắm bắt được chu kỳ nó chỉ có 3 ngày. Bà con hãy tận dụng và cố gắng quan sát trong 3 ngày đó để bà con tiến hành thả đực vào để phối cho tốt. Về biểu hiện lên giống thì bà con hãy quan sát vào con cái là chủ đạo. Thì con đực thì nó sẽ có những cái bà con có thể nhìn qua bằng mắt thường, đó chính là nó kêu âm thanh lạ và hay đi lại trong chuồng, cũng như là có những cái mùi rất là thơm đặc trưng của nó. Còn với con chồn cái thì bà con hãy quan sát là ngoài những cái biểu hiện như là hay đi lại và kêu thì bà con hãy cố gắng là bắt con chồn và kiểm tra cái bộ phận sinh dục của chúng. Bà con cứ tưởng tượng là cái bộ phận sinh dục của con cái khi trong quá trình lên giống nó sẽ lộn ra giống như là một cái lòng non lộn ra, nhiều có những nhiều con nó lên giống đỉnh điểm thì nó sẽ rỉ một chút máu ở bộ phận sinh dục ra. Thì bà con hãy tiến hành thả ghép đôi đực cái vào để nó chúng phối nhau. Khi bà con ghép đôi vào thì bà con hãy dành cho chúng khoảng 15 phút đầu để bà con quan sát. Đấy, bà con sẽ nhìn bằng mắt thường thấy là khi thả hai con vào với nhau và hai con có cái biểu hiện là sẽ dùng mũi ngửi hương thơm cũng như là ngửi cái bộ phận sinh dục của nhau thì và không có những biểu hiện như là đánh nhau, cắn nhau, thì bà con hãy yên tâm thả và ghép đôi cho chúng. Thì với chồn hương thì khi bà con ghép đôi vào, khi nó phối thì nó sẽ rơi ra cái hạt phèn. Một đôi chồn hương ghép đôi thì một đêm nó có thể rơi 5 đến 7 hạt phèn. Sáng hôm sau bà con hãy nhìn cái hạt phèn đó và bà con có thể dự đoán được là chu kỳ mang thai cũng như là ngày sinh, dự đoán ngày sinh của chồn mẹ. Anh Phúc chia sẻ, trong quá trình ghép đôi giao phối chồn hương thì bà con cần phải lưu ý, sau 2 ngày ghép đôi, bà con nên tách con chồn đực ra một ô chuồng khác để cho chúng có thời gian nghỉ ngơi và kết hợp với đó là bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Một ngày sau, bà con sẽ tiến hành cho ghép phối lại. Sau khoảng 7 ngày đến 10 ngày thì chồn cái sẽ có dấu hiệu đã đậu bầu và những biểu hiện đó sẽ được anh Phúc chia sẻ với quý bà con ngay sau đây. Với kinh nghiệm chăn nuôi chồn hương sinh sản lâu năm thì tôi có những lời khuyên cho bà con như sau. Thì khi bà con ghép đôi cho chồn hương thì bà con hãy lưu ý là bà con hãy ghép 2 ngày, sau đó là bà con hãy bắt con đực nhốt riêng ra 1 ngày và bổ sung cho nó thêm là thức ăn cũng như là trứng vịt lộn để cho nó hồi lại sức, rồi bà con lại ghép tiếp. Bà con cứ làm như vậy là 3 lần và bà con ghép trong khoảng từ 7 đến 10 ngày thì cái tỷ lệ đậu bầu của chồn hương cái sẽ rất là cao. Sau quá trình từ 7 đến 10 ngày bà con ghép đôi cho chồn hương thì bà con hãy quan sát, sau 10 ngày bà con hãy quan sát là hai con có những biểu hiện mà làm tách biệt ra nhau và con cái có những dấu hiệu là cắn con đực, cắn lại khi con đực lại gần mà định phối thì biểu hiện đó là biểu hiện con chồn hương cái đã đậu bầu. Thì bà con hãy tách con đực ra và hãy chuyển con chồn hương cái xuống một khu vực yên tĩnh nhất trong chuồng nuôi nhà bà con và hạn chế tiếng ồn tối đa, giúp chồn mẹ được yên tĩnh hơn để chăm sóc thai nhi. Khi bà con đã tách con chồn hương cái ra rồi thì bà con vẫn cứ cho ăn lượng thức ăn như mọi ngày, nhưng mà bà con hãy tăng cái lượng thức ăn lên một chút để chồn được ăn no hơn và dưỡng thai tốt hơn. Đấy, thì ngoài ra trong quá trình mà chồn đang mang bầu thì bà con hãy bổ sung thêm một số những loại vitamin tốt cho thai nhi cũng như là dưỡng chất giúp chồn có đầy đủ sức khỏe. Thời điểm ban đầu khi chồn mang bầu thì bà con quan sát bằng mắt thường thì bà con không thể nhìn thấy là chồn đã bầu hay chưa, nhưng sau một tháng thì bắt đầu là chồn sẽ có bụng và bụng sẽ thuôn dài và to hơn, những cái hàng ti của nó sẽ ửng đỏ lên. Đó là sự khác biệt lớn nhất mình có thể phân biệt được là đâu là chồn mang bầu và chồn chưa mang bầu. Đấy, thì quá trình mang bầu của chồn sẽ là từ 58 cho đến 62 ngày thì chồn sẽ sinh con nhỏ. Bà con nên tính căn gần đến ngày đậu bầu thì bà con hãy làm một cái ổ nhỏ bằng sọt nhựa hoặc là hộp gỗ để cho chồn mẹ sẽ quấn tổ trong đó và nuôi con trong đó. Sau khi chồn mẹ đã sinh con thì lúc này bà con cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng
để chồn mẹ luôn được đủ sữa cho con bú. Sau thời gian 2 tháng chồn con được sinh ra, bà con sẽ tiến hành tách chồn mẹ sang một ô chuồng khác để chồn con ở lại ô chuồng cũ. Anh Phúc cho biết, thời điểm chồn con sau khi tách mẹ, bà con sẽ tiến hành cho chúng tập ăn dặm và cách cho ăn như thế nào, thì bà con có thể tham khảo cách làm của trại Anh Phúc như sau. Khi chồn con được sinh ra thì sẽ là đa phần sẽ là phụ thuộc vào việc bú mẹ, nên bà con hãy bổ sung cho mẹ làm sao để mẹ có đủ sữa, hạn chế tình trạng tối đa chồn mẹ mất sữa làm ảnh hưởng đến cái sức nuôi con của chồn mẹ, cũng như là hạn chế tối đa đến việc mà chồn mẹ không có sữa dẫn đến tình trạng cắn con. Khi mà được 2 tháng thì như trang trại tôi sẽ tách mẹ ra cho chúng, thì cái khâu quan trọng nhất tách mẹ đó chính là bà con phải tập ăn dặm cho nó. Tập ăn dặm làm sao? Nhiều trang trại người ta khi tập ăn dặm thì họ chỉ cho ăn chuối không, nhưng trang trại tôi lại khác. Khi tập ăn dặm thì tôi sẽ cho ăn cả chuối và cá sống. Chuối thì bà con hãy dùng chuối ương và hãy bóp nhỏ ra để cho chồn nhỏ ăn và vừa cơ miệng của nó. Và cái cá sống thì bà con cố gắng loại bỏ những cái xương cứng và nhọn để cho nó ngồi cùng một chút chất tanh, chồn con sẽ đầy đủ chất và lớn nhanh hơn. Có những trường hợp mà chồn con nó ăn dặm kém thì bà con có thể là pha thêm một ít sữa và bóp ít chuối vào để cho chồn ăn kèm, bổ sung cho chất thêm cho chồn tập ăn dặm. Khi nào mà nó ăn dặm được như bình thường rồi thì bà con hãy cho ăn cá vào. Thì đó là cách chăm chồn nhỏ ở trang trại tôi vẫn đang làm và mang lại hiệu quả rất cao. Đây là những con chồn mà nhà tôi mới tách mẹ được 20 ngày tuổi. Thì tôi đã tập ăn dặm cho nó và nó hiện tại đã ăn uống như bình thường rồi. Trọng lượng của nó thì nó dao động khoảng từ 5 lạng cho đến 1 cân. Anh Phúc chia sẻ thêm, như các trang trại chồn sinh sản của anh hiện nay đang có rất nhiều con giống với nhiều tháng tuổi khác nhau, từ chồn con mới tách mẹ đến chồn trưởng thành, sinh sản, và tất cả chúng đều đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh 7 trong 1. Vì vậy, khi bà con đến bắt con giống về thì có thể yên tâm chăn nuôi tại gia đình mình. Và thông qua video này, anh Phúc sẽ công khai giá chồn giống tại trang trại để quý bà con tham khảo. Mời quý bà con tiếp tục theo dõi. Về vaccine cho chồn thì tôi đang tiêm vaccine cho chúng là phòng 7 loại bệnh. Đó, thì tôi sẽ vào mũi thứ nhất vào khoảng 1 tháng rưỡi tuổi và đến tiêm mũi thứ hai nhắc lại sau đó 1 tháng để con chồn nó có sức đề kháng, kháng được những loại bệnh không cần thiết trong quá trình chăn nuôi. Để chăn nuôi thành công con chồn hương này mà đem lại hiệu quả kinh tế cao thì bà con cần phải nắm bắt cho tôi là 2 cái công đoạn chính, đó chính là cách ghép đôi phối giống và thứ hai đó là cách chăm con nhỏ. Đó là cái 2 công đoạn quan trọng nhất trong quá trình nuôi chồn hương. Bà con hãy tìm hiểu thật kỹ về 2 công đoạn này. Đó, thì tôi một chủ trang trại nên là có nhiều bà con họ cũng đã tìm đến tôi, cũng đều có một câu thắc mắc, đó chính là giá giống tại trại sinh sản đang là bao nhiêu và đầu ra của con chồn hương như nào. Thì nay tôi xin được tiết lộ là giá giống tại trại sinh sản của tôi hiện tại với một đôi chồn hương đang có giá là 8 triệu đồng một đôi để bà con về chăn nuôi. Còn về giá bao tiêu, tôi sẽ bao tiêu với giá con giống cho bà con ở mọi loại tháng tuổi để bà con không phải đắn đo về vấn đề đầu ra trong quá trình chăn nuôi. Trên đây là những chia sẻ của anh Phúc về kỹ thuật chăn nuôi chồn hương sinh sản. Nếu quý bà con nào có những vấn đề còn chưa hiểu thì hãy liên hệ ngay cho anh Phúc qua số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Hoặc bà con cũng có thể đến tham quan một trong những trang trại của anh ở khu vực miền Bắc, có địa chỉ tại xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Còn đối với bà con mua chồn giống tại trang trại, anh Phúc sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý cùng chính sách bảo hành con giống và hợp đồng bao tiêu đầu ra sau khi bà con đã chăn nuôi thành công. Như vậy bà con đã có thể yên tâm hơn khi chăn nuôi. Vừa rồi tôi đã chia sẻ cho bà con về cái kinh nghiệm và kỹ thuật chăn nuôi chồn mốc sinh sản và cách chăm con nhỏ như thế nào. Thì nếu bà con nào còn những cái điều thắc mắc hay là muốn tìm hiểu kỹ hơn về loài vật nuôi này thì bà con có thể là gọi điện trực tiếp cho tôi
hoặc bà con có thể đến trực tiếp các cơ sở trang trại của tôi để tôi có thể tư vấn được kỹ hơn và được chu đáo hơn cho bà con trong quá trình chăn nuôi. Và những bà con nào mà muốn khởi nghiệp bắt tay nuôi con chuồn hương này, trang trại tôi sẽ cung cấp đầy đủ 3 loại giấy tờ cho bà con, đó chính là giấy tờ pháp lý nguồn gốc con giống, thứ hai là giấy tờ bảo hành con giống, thứ ba nữa là hợp đồng bao tiêu cho bà con chăn nuôi. Cuối cùng, anh Phúc rất mong muốn những chia sẻ về những kinh nghiệm chăn nuôi nhiều năm của mình sẽ góp được một phần nào đó giúp bà con đạt được hiệu quả cao nhất khi chăn nuôi các loài động vật hoang dã nói chung, nuôi con chuồn hương nói riêng. Nông thôn làm giàu, xin chúc bà con thành công.